Hello, xin chào anh em nha. Buổi chiều làm xong mọi thứ, quay clip cho quý anh em mình xem chơi. Hộp số thì bữa nay ráp vô xong ngày hôm qua rồi. Bữa nay câu ống câu đồ bài bản còn đem về tay xuống ráp vô nữa thôi. Năm nay anh em mình thấy mình sơn nghe mình có cái đặc điểm gì khác biệt không anh em? Chưa dễ số nha. Nhìn ở cái góc này thấy ghe thu mua của mình nó hơi lấn lấn ghe lưới của bên mình, chiếc lưới thứ hai của bên mình. Năm nay cũng làm như mọi năm, sơn sửa đồ bài bản, chiến đấu với anh em. Còn cái phần sơn hà, ngày mai nhờ anh em ekip lên sơn một ngày nữa là hoàn thiện. Mọi thứ xong hết rồi. Ngày mai là sơn hà rồi ráp cái tay vô. Ráp cái tay đấu vô hộp số. Là xong. Xuống nước thì cho mới cảm nhận được cái lực nhẹ nặng. Tay thì về tới nhà thợ tiện rồi, ngày mai đem xuống. Năm nay hồ sảm quá trời luôn, hồ sảm 8 công. Nghe 2 mùa rồi chưa hồ sảm, năm nay là vô mùa giải thứ 3. Thì chắc là 2 năm sau là vô mùa giải thứ 5 rồi mới gặp lại cái bạn hồ sảm tiếp theo. Còn bình thường lên ụ là đa phần là mình cũng kiểm tra đòn, thấy nó ít hấp dẫn thì mình cho sảm hoàng quảng vô. Năm nay là không có tốn tiền keo. Ghe này là hồi giờ là chưa tốn tiền keo, chưa có tiết keo chỗ nào hết. Ngày trước là tiết keo nguyên cái lông cốt rồi, còn cái body của thân ghe là chưa tiết keo cái chỗ nào. Năm nay cho mấy anh thợ mộc hạ cái lan can xuống bớt, nhưng mà nhìn thấy nó cũng đẹp, hạ xuống nhìn đẹp lắm. Lúc trước thì cái lan can nó cao, cái miếng dán mà nó kín cái lan can á, ngày trước là nó nằm mặt dưới, rồi cái mặt trên là nó bỏ trống. Bây giờ mình hạ xuống thấp thì nó cấn cái miếng dán đó, mình đưa cái miếng dán đó lên trên nhìn nó còn thẩm mỹ, nó còn đẹp hơn lúc cũ nữa. Xưa mới làm lưới cản cho nên là làm cái lan can nó cao, vô cản rồi ghe thu mua ghe kia ghe nọ nó ủi nó lắm quá trời. Năm nay hạ xuống bớt chắc nó giảm cái lực ủi, cộng thêm hạ xuống bớt thì mấy cái trụ nó không cứng hơn, nó càng cục và nó càng cứng, cao thì nó không dở bị siêu. Quay nhiều góc cạnh cho quý anh em ở trên kênh xem sau một ngày làm việc. Bên lái còn nằm đây. Mai ngày đẹp vô cái tai châu siêu 33.600.000. Cái tai của mình thì chắc vé giá lại cho tiệm luôn thì nó nằm khoảng tầm 21 triệu. 33.600.000 thì bỏ vô tầm cho 34 triệu luôn đi. Bỏ vô tầm 13 triệu nữa. 13 với ở chỗ này cái bạc nhựa ha. Bạc nhựa mấy anh chạy lâu nó cũng lỏng rồi, với cái bạc nhựa thì nó cứng, nó ít bị xuống tay, nhưng mà nó lâu nó cũng cũ lỏng leo. Hôm bữa cái láp là kéo ra luôn cho khỏi cần dằn, lỏng leo. Thay lại cái bạc cao su tốn 1 triệu mấy nữa. Mọi thứ sơn xong rồi, dàn trên sơn xong, chỉ còn lại cái phần sơn hà thôi. Sơn hà thì mấy anh em ở nhà thích cái màu sơn giống như anh hai bỏ dân đen rồi, chứ kia thích cái mã màu 96.
bên kia mẹ màu 96 nó kiểu nó không có đậm lắm, nó kiểu như rút vậy, màu nó hơi rút. Sơn thì mình mua ở trong công ty luôn. Đây bên này ghe bên bậc nhỏ cũng xong ha. Thì tính ra năm nay là mình chạy cái tay thước 35 là nó ngang so với cái tay thước 35 ở bên ghe lưới nhỏ ở bên mình. Chỉ có điều bên ghe lưới nhỏ bên mình là nó chạy cái hộp số tới 5.1 mà nó thước 35, còn mình hộp số 4 chấm mà mình cũng chơi thước 35 luôn. Bởi vì cái tay mình ngày xưa nó tới thước 4, nó nặng tà 7 167 kg, hôm bữa lên cân 167 kg, chắc chạy lâu nó mòn 3 kg, còn 167 kg. Bây giờ cái tay này nó nặng, nó ăn thước 35 nó nặng khoảng tầm bằng tà 4, tà 4 thì nó giảm xuống tới 30 kg, dao động tà 4, dưới tà 4 chút xíu. Bởi vì cái tay châu siêu là nó bán nguyên tay, nó không có cân ký, cương thước 35 nó ra cái độ chuẩn đó là nó bán nguyên tay. Còn anh em đặt nhẹ nặng gì đó theo yêu cầu thì cũng được. Chứ đó thì mình cũng không có hiểu hết, nhưng mà mình cứ mua cái tay mình nó bán nguyên tay với cái giá tiền đó vậy thôi. Còn bên thành ký thì nó cân ký bài bản. Bên thành ký thì nó khoảng tầm 205.000 kg, con số nó dao động vậy nha. Còn bên châu siêu thì nếu như cái tay mình một thước 4, một thước 35 mà nặng một tạ 4 mà 33 triệu mấy trăm, gần 34 triệu thì cái châu siêu nó trên lệch cái giá thành so với thằng thành ký là trên lệch 45.000 một ký. Thành ký thì nó tầm 205. Còn châu siêu thì nó khoảng tầm 250.000. Bên này bữa nay kéo 2 chiếc ha. Bữa nay kéo 2 chiếc là tàu của Tấn Anh. Bữa nay kéo 1 chiếc nha, chiếc này kéo ngày hôm qua này. Chiếc tàu kéo ngày hôm qua rồi. Chiếc này của anh Tấn Anh, xài cái siêu chụp đầu tiên của Phú Yên. Ghe này, tàu này tàu dự án toàn mới, chạy động cơ gian ma thùng rồi, gắn siêu chụp dàn đèn, khiếp dàn đèn. Dàn đèn ở những cái bóng thu đủ gắn kín hết luôn cả cái dàn lan can. Mới vừa kéo lên luôn. Hai con tàu, nhưng mà chiếc này nhìn to quá. Chiếc đóng của bên chỗ Hòn Rớ Nha Trang, Viện Hải Dương Học, Trung tâm Nghiên cứu Hải Dương Học. Nhìn to ác giếng rồi. Chiếc này thì cũng mua ở Nha Trang gì, tàu Anh Tài mua ở Nha Trang gì. Chiếc này nó có chật lui cái lái không, mà nhìn chiếc này với chiếc này nó trên lệch cái tỷ số dài gớm lắm. Chiếc này hình như nó dài dao động 22 mét, nó rộng thì 6 mét mấy mình không rõ, nhưng chiếc này là rộng 6m5 và dài 24 mét. Này chiếc dài 24 mét này là làm giấy đăng kiểm rồi này nọ, giấy tờ ở quỳ bộ họ quản lý. Bên tàu thuyền thì từ 24 mét trở lên thì bộ họ quản lý. Một số ghe thì 24 mét, nhưng mà họ làm giấy dưới 24 mét thì bên sở quản lý, sở thủy sản của tỉnh quản lý. Còn 24 mét trở lên, từ 24 mét thì bộ quản lý. Bên kia thì ghe lưới lớn bên mình nè, ghe lưới lớn bên mình cũng sơn xong hết. Bữa nay hạ thủy một chiếc. Cái quãng này hôm bữa 3 chiếc nha. Cái quãng nghe dội chiếc tàu đang đứng đây nè, 3 chiếc. Bữa nay hạ thủy một chiếc, Phải sàn hai chiếc này. Sàn hai chiếc con dừng đen nè. Mới sàn qua của ngày hôm nay luôn. Rồi hạ thủy một chiếc của anh Hai Ân xuống. Ghe toàn là dao động 21-22 mét thôi à. Hình như ngày mai là hạ thủy chiếc này, ngày mai hạ thủy chiếc tàu hay sao. Ngày mai là hạ thủy nhiều. Ngày mai là nguyên cái dãy này là hạ thủy 1 chiếc, 2 chiếc, 3 chiếc. Tới chiếc tàu này rồi tới chiếc tàu này. Ngày mai hạ thủy 4 chiếc luôn. Dàn ghe ác chiến dàn ghe luôn.
anh em thấy dàn ghe dàn có chiếc này tay quạt giữ giữ dàn tay quạt chân trống chân vịt. Mấy chiếc này xem kích cỡ nhau rồi, tàu chân vịt còn nhỏ hơn ghe luôn ha. Hải hùng chân vịt luôn. Còn mấy chiếc này là chân vịt chạy tóc, chân vịt thường thường à. Chân vịt không có lớn lắm. Anh em hay hỏi về cái câu hỏi về chân vịt cho nên mình trả lời luôn. Đó, quay góc này cho anh em thấy hai mặt ghe. Ghe lưới bên mình, ghe lưới bên mình là nó rộng hơn ghe thu mua của mình nha, rộng nó 5m7. Đà thì có thể là nó ngang nhau hoặc là nó nhỉnh hơn chút. Còn lên trên là nó quẻ ra nó rộng 5m7. Còn mình rộng 5m4 dao động à. Một ngày làm việc còn anh thợ máy nữa. Anh thợ máy ảnh đang điều chỉnh cho cái máy giang ma ca hát ở bên mình. Còn ở trển hả? Ngày làm về trển mà ngày chưa xuống rồi. Tối thui tôi thích thì chưa xuống rồi. Ở trong camera là mình quay nó hơi sáng nha, bên ngoài trời tối rồi. Mình mới lấy sáng á. Bên ngoài trời tối không rồi. Nước non gì đây đổ trong này té lẻ ra. Trong vô diều anh Năm ơi. Đây, lên ghe lưới nhỏ bên mình luôn. Khỏi chung xuống hầm máy. Chung xuống hầm máy mà dính linh dính dầu. Đây nè, lên đây sẵn quay góc đây luôn cho anh em xem. Mua thu mua bố về. Năm nay sơn cái màu đó cũng khá khác biệt tí xíu. Chiến không? Nhìn chiến không anh em? Làm ghe thì mơ ghe. Đi biển thì mơ biển. Mơ ghe mơ tàu hơn mơ gái. Khoái lắm. Thấy ghe tàu ai đẹp đẹp là xăm soi. Quay nhiều góc cho anh em xem. Đi nói chuyện lanh quanh ba thao rồi. Sẵn quay nhiều góc cho anh em xem. Bởi vì mình quay kiểu như là mình không có dàn dựng. Kiểu như mình quay dàn dựng là mình quay góc kia rồi nhảy góc nọ rồi này nọ. Đây là mình quay kiểu tự sự, tâm sự, tự nhiên cho nên là cái thước phim nó tới đâu rồi mình nhớ cái khoảnh khắc gì đó là mình sẽ bắt đầu tiếp tục cái câu chuyện cho anh em xem. Cho nên anh em xem cái video nó tròn tròn, nó có nhiều cái góc cạnh đẹp cho anh em xem. Chứ mình quay không phải kiểu dàn dựng cho nên là hết góc kia chuyển góc nọ. Câu chuyện nó đi tới đâu mình tâm sự cho anh em tới đâu rồi. Quay tới đó. Cabin. Công nhận mấy ông nội cabin mấy ông nội Nha Trang đóng cái cabin nó đẹp thiệt đấy. Nó chắc, nhìn nó chắc, nó cứng ngầu. Đó, cái vàng bắt nó bắt điện, cái vàng bắt mấy bóng điện xanh đỏ vàng nhìn đẹp á. Trong camera nhìn nó xíu xiu, ở ngoài nhìn nó to khiếp. Cái vàng đó mình leo lên ở trên cái bóng điện đỏ trên cùng mình đứng cùng được rồi, cứng lắm. Điều lên tới leo lên tới đó nó nhọt chân, thấy sợ độ cao. Sơn cũng còn len bệt lòi mà thôi. Cà tre ông nội đó. Năm nay sơn thế này, năm nay sơn, năm sau sơn thế khác rồi. Nó miễn sao cái con số tổng này nó tổng kết chung chung rồi thấy nó hài hòa vậy được rồi. Bên ghe lưới nhỏ bên mình nè. Rộng hơn, lên trên nó rộng hơn 3 tấc. Vô trong. Thợ ông đang mày mò dưới nữa. Ô, ông anh mình gọi. Nghe thử, ông đi đá mộng nhờ mình ở nhà coi thêm chừng chút.